làm cái trò chống gì vậy ta? Ôi rớt nè. Để cái nút lên trên đầu cái bơi vậy. Vui thật. Chào sư huynh Quang. Chào Michael. Sáng đi vô kho đèn với anh Cường á. Anh Cường nè, em giới thiệu kho đèn, vô coi mua. Xuống Long An, ông dẫn đi ăn một cái quán gọi là cháo vịt. Làm gì? Cameraman của Tion đang tập luyện để quay phim cho Tion đó. Vui không?